Ông đồ thời đại 4.0 là cái tên thân thuộc mọi người đặt cho Đỗ Nhật Thịnh. Mặc dù mới 23 tuổi, nhưng chàng trai này đã có hơn 14 năm theo đuổi nghệ thuật thư pháp. Bên cạnh đó, anh còn tham gia chiến dịch tình nguyện Hành Trình Đỏ, hiến máu giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của anh qua phần kết nối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương trong cuộc sống. Ngày hôm nay, một khoảnh khắc yêu thương được mở ra. Chúng ta sẽ gặp một chàng trai trẻ có rất là nhiều nghĩa cử yêu thương để gửi đến quý vị. Xin chào Thân. Vâng, em xin chào anh Vinh cũng như là ekip chương trình và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ạ. Nhật Thịnh này, người ta hay gọi em là ông đồ 4.0 đấy. Không biết từ đâu mà có cái tên này ạ? Được mọi người gọi với cái tên thân thương là ông đồ 4.0 bởi vì là em cũng tham gia rất là nhiều chương trình tặng chữ thư pháp. Và bên cạnh cái việc mà tặng chữ thông thường mực tàu giấy đỏ và trên trái giấy bình thường hoặc là em viết bằng mực nho, em còn thực hiện trên rất là nhiều phương thức sáng tạo kết hợp cái loại hình thư pháp và nghệ thuật biểu diễn nữa, cho nên là em có thể biểu diễn trên sân khấu. Chúng ta kết hợp với những cái công nghệ mới để làm cho phong phú hơn một cái bộ môn mà của ông cha chúng ta đã để lại, đó là cái thư pháp. Và anh thấy được rằng đó là một cái sự sáng tạo rất là cần thiết ở trong thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là dành cho các bạn trẻ. Dạ đúng rồi, và qua đó thì cũng giúp cho việc phổ biến và lan tỏa cái bộ môn nghệ thuật thư pháp này đến gần hơn với những bạn trẻ và tất cả mọi người ạ. Nó trở nên ấn tượng hơn và đặc biệt hơn ạ. Trong cái mùa dịch này nó có ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc của em không? Dạ hiện tại theo tình hình chung em cũng ảnh hưởng khá là nhiều, đặc biệt là công việc thư pháp, chẳng hạn như là những cái việc mà biểu diễn thư pháp tại sự kiện. Hiện nay thì những chương trình sự kiện đang không được tổ chức cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều ạ. Tuy nhiên là với tinh thần là mình luôn luôn cố gắng vươn lên, mình đổi mới để phù hợp với tình hình hiện nay hơn ạ. Hôm nay thì Thịnh tới không phải chỉ chia sẻ về việc thư pháp mà Thịnh còn chia sẻ một cái điều rất là đẹp trong cuộc sống mà Thịnh đang cho đi những cái nghĩa cử yêu thương của mình. Em nói gì về cái màu áo mà em đang mặc? Dạ, màu áo mà em đang mặc hiện tại là màu áo của chiến dịch Hành Trình Đỏ. Đây là một chiến dịch quốc gia vận động hiến máu và em đã lên đường xuyên Việt từ Cà Mau ra tới Hà Nội để mà vận động mọi người dân tham gia hiến máu và qua đó thì cứu được những cái mảnh đời bất hạnh đang cần máu. Việc này thì rất là quan trọng bởi vì là có rất là nhiều người đang rất là cần máu, chẳng hạn như là những trường hợp bị tai nạn hoặc là những trường hợp cần phải phẫu thuật cấy ghép. Bên cạnh đó là cũng rất là nhiều căn bệnh đang rất là cần máu, chẳng hạn như là căn bệnh tăng máu bẩm sinh. Những người bệnh này thì họ mắc căn bệnh đó và họ cần phải được truyền máu kịp thời và đều đặn, cho nên là việc chúng ta hiến máu là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp và nhân văn. Đặc biệt là trong lúc này khi mà cái lượng máu nó đang trở nên một ngày một khan hiếm trong cái đại dịch mà đang xảy ra thì rất nhiều cái công việc, đặc biệt là các cái bệnh nhân cần cái lượng máu thì càng cần cái sự cho đi của những cái giọt máu mà gọi là giọt máu nghĩa tình đấy. Anh được biết là cái hành trình mà em cho đi cái giọt máu yêu thương của mình cũng diễn ra phải là nhiều lần rồi. Em có thể chia sẻ việc mà em quyết định là cho đi những giọt máu yêu thương là từ khi nào ạ? Việc mà em cho đi những giọt máu yêu thương thì bắt đầu từ cái chiến dịch quốc gia Hành Trình Đỏ. Thì khi mà em được các anh chị vận động và tuyên truyền thì em hiểu được cái ý nghĩa cũng như là cái vai trò của việc hiến máu, nó rất là quý giá. Mỗi giọt máu cho đi là một giọt hồng nhân ái, cho nên là em cảm thấy nó ý nghĩa và em đã dấn thân và tham gia vào chiến dịch này ạ. Đến ngày hôm nay thì em đã đi hiến máu được bao nhiêu lần rồi? Đến ngày hôm nay thì em đã tham gia hiến máu khoảng chục lần rồi và em đã hiến máu trên rất là nhiều địa phương khác nhau. Trong cái đợt dịch vừa rồi căng thẳng, anh thấy cái hình ảnh em chia sẻ là trong cái dịp sinh nhật của mình, em chọn một cái cách đó, cái sinh nhật tuổi mới của mình lại cho đi những cái giá trị yêu thương. Anh nghĩ là không có gì ý nghĩa hơn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Và đối với em, đây là một cái điều vô cùng ý nghĩa và em đã gửi những cái giọt máu yêu thương của mình đến với những người mà họ đang cần để mà lan tỏa được cái ý nghĩa của cuộc đời. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là cái việc mà mình cho máu trong cái dịp mà sinh nhật như vậy á thì nó rất là ý nghĩa luôn, bởi vì giống như là việc mà mình bắt đầu một tuổi mới thì mình cũng bắt đầu mình tạo ra những cái giọt máu mới để mà có tinh thần mới, có những cái khởi đầu nó tốt hơn và nó mới mẻ hơn. Mọi khi á thì chúng ta đi hiến máu cũng sẽ đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần đến những cái nơi nào đó có cái đợt kêu gọi hay là đến bệnh viện. Nhưng mà những cái ngày giãn cách như thế này thì việc cho máu nó cũng phải có quy trình và cái tiêu chuẩn, cái là cái cách nó sẽ nghiêm ngặt hơn để vừa phòng bệnh vừa có thể hiến máu. Thì em có thể chia sẻ cái điều đó để cho mọi người, nếu mà có muốn được giống như em thì có cái cách nào để tiếp cận nó một cách an toàn, một hiệu quả hơn? Dạ, việc mà chúng ta hiến máu trong mùa dịch này thì em thấy nó rất là cần thiết và vô cùng ý nghĩa. Bởi vì là mùa dịch này thì mọi người đang rất là cần truyền máu, đặc biệt là đối với những bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó thì trong cái việc mà tham gia mùa dịch này thì mọi người rất là lo sợ là lỡ mà nhiễm Covid thì sao. Tuy nhiên là em cũng có từng tham gia rồi, cho nên là em cũng có những cái chia sẻ đối với mọi người là khi mình tham gia thì mình cứ tuân thủ đúng 5K, và khi mà đến nơi hiến máu thì chúng ta sẽ được phân luồng
các y bác sĩ sẽ thăm khám cho mình và thực hiện đúng cái quy trình trong cái mùa dịch này. Ngoài ra thì khi mà mình tham gia hiến máu thì mình có thể đăng ký online, sau đó thì chúng ta sẽ được cấp một cái chứng nhận là mình đã đăng ký hiến máu. Có nghĩa là mình có cái hình thức đăng ký, và từ cái đăng ký đó thì chúng ta sẽ có được cái chứng nhận là chúng ta đã cho máu ngày nào, giờ nào, ở đâu. Nên là chúng ta cũng sẽ có cái giấy thông hành để đến đó, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Còn cái việc hiến máu nó có thể nhiều người sẽ lo là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hay là lo vào nhiều cái việc biến chứng sau đó thì thế nào ạ? Dạ hiện tại thì có rất là nhiều người lo về sức khỏe, đặc biệt là có nhiều người là lo sợ là khi hiến máu thì mọi người sẽ bị tăng cân. Tuy nhiên là khi mà hiến máu thì mình tăng cân là bởi vì khi mình hiến máu thì cái việc cơ thể của mình sẽ cần tái tạo lại máu, và trong cái quá trình mà mình tái tạo lại máu thì mình sẽ ăn ngon hơn, mình sẽ ngủ ngon hơn, thì mình sẽ tăng cân một cách tự nhiên thôi. Cho nên là mình không cần phải lo lắng về vấn đề này, mình chỉ cần là hoạt động điều độ là mình có thể là giữ lại cái vóc dáng của mình. Bên cạnh đó thì rất là nhiều người băn khoăn về việc hiến máu là nó có tác hại hay không. Em cũng xin chia sẻ mọi người là việc hiến máu nó vô cùng có nhiều lợi ích luôn. Chẳng hạn như là sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa và chúng ta giảm được rủi ro mắc những cái bệnh về tim mạch cũng như là rất là nhiều căn bệnh khác. Việc hiến máu thì chúng ta cũng được thăm khám bởi bác sĩ có chuyên môn cao, và chúng ta được tư vấn, được xét nghiệm để biết nhóm máu của mình, và bên cạnh đó là mình cũng có thể được đăng ký miễn phí xét nghiệm HIV và rất nhiều căn bệnh khác. Qua đó thì việc hiến máu cũng đem được rất là nhiều lợi ích, không chỉ là cho cộng đồng, cho những người nhận được máu, và còn có những lợi ích rất là thiết thực cho những người cho đi những cái giọt hồng nhân ái của mình ạ. Như vậy là chúng ta cũng thấy là nhiều cái thông tin từ thịt, những cái điều tốt từ việc cho máu là đương nhiên rồi, mình đã được trao những cái giọt máu là còn lợi cho chúng ta về sức khỏe, chúng ta còn được biết nhiều cái thông số mà bác sĩ cung cấp cho nữa. Anh có thấy em chia sẻ một cái câu mà anh thấy rất là ấm lòng: giàu có không phải những gì mình đang sở hữu mà là những gì mình để lại trên cuộc đời. Dạ, đây là một cái câu mà em rất là tâm đắc. Em đã suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều để mà em viết nên mỗi câu này. Em nghĩ là việc mà chúng ta giàu có không chỉ là những cái vật chất, những cái điều mà chúng ta sở hữu trên cuộc đời này, mà còn là những điều mà chúng ta để lại cho cuộc đời. Khi mà chúng ta qua đời rồi thì chúng ta cũng không có thể đem theo những cái vật chất, những cái của cải được. Tuy nhiên là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta để lại trên cuộc đời sẽ là những cái giá trị mà mọi người sẽ luôn luôn nhớ mãi về mình. Khi mà nói về điều này, nói về những nghĩa cử cao đẹp, thì em lại nhớ đến hình ảnh của người mẹ và người bà của mình. Tại vì là mẹ và bà của em là những người tham gia rất là nhiều cái công việc thiện nguyện không tên. Mặc dù là mọi người không có được nhắc tới bởi những cái chiến dịch hoành tráng như là em đang tham gia hiện tại, tuy nhiên là mẹ em cũng được rất là nhiều người nhắc đến trong việc là mẹ hoặc là bà đã giúp đỡ cho rất là nhiều người bất hạnh và đã trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Hiện tại khi mà em đến một số địa phương thì thỉnh thoảng em vẫn được mọi người nhắc lại những nghĩa cử cao đẹp đó, thì em cảm thấy rất là ý nghĩa, và đó cũng chính là những cái động lực để mà em tiếp tục lan tỏa những giá trị, những yêu thương hiện tại. Tiếp tục lan tỏa những cái giá trị mà trước đó bà và mẹ mình cũng đã làm những cái việc đó rồi, thì ít nhiều những cái giá trị đó nó được nhân lên hơn ở trong một cái gia đình luôn luôn nghĩ đến mọi người. Anh rất là thích cái việc mà em nói là sẽ cố gắng để lại những cái giá trị cho cuộc sống. Mặc dù là em rất là trẻ, mới có 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà đã có một cái nhìn rất là sâu sắc về cuộc đời và biết nghĩ cho mọi người nữa, đó là điều rất là quý trong lúc này ạ. Trong những phút còn lại thì em có muốn gửi những cái lời yêu thương cho những cái người đã dành cho mình tình cảm đặc biệt như là ba mẹ hay gia đình, và chúc cho mọi người có cái sức khỏe trong cái mùa dịch này. Hôm qua chương trình thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ của em và gia đình đã tạo điều kiện và tạo động lực cho em để mà làm những cái điều tốt đẹp, lan tỏa những cái giá trị nhân văn trên cuộc đời này. Và bên cạnh đó thì em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Bởi vì khi mà mình có sức khỏe thì mình mới có thể giúp đỡ được những cái mảnh đời bất hạnh khác trên cuộc đời này. Nếu mà có thể thì mọi người hãy đăng ký hiến máu, hãy vận động và chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị ý nghĩa này. Bởi vì đây là cái điều rất là tốt đẹp và vô cùng nhân văn. Và em xin gửi lời cảm ơn đến những y bác sĩ, những tình nguyện viên đang tham gia chống dịch Covid-19 hiện nay. Thì chúc cho mọi người sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Và riêng đối với bản thân em thì em cũng tham gia rất là nhiều chương trình tình nguyện. Em cũng có khả năng và thế mạnh về thư pháp. Cho nên là nếu mà có những cái chương trình nào tình nguyện hoặc là những cái chương trình vận động hiến máu nào mà cần đến chương trình thư pháp tri ân những người hiến máu thì có thể liên hệ tới em, thì em sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình ạ. Cảm ơn Nhật Thịnh rất là nhiều ạ. Hy vọng là cái khoảnh khắc mà Nhật Thịnh chia sẻ này sẽ có nhiều người đón xem để nhân lên những cái tình yêu thương. Và đặc biệt Thịnh có nói là ai có tấm lòng mà muốn hiến máu vào lúc này thì chúng ta hãy mang lại những cái giá trị, những cái giọt máu yêu thương gửi đến mọi người. Chúc cho em sức khỏe và tiếp tục là những cái việc có ý nghĩa cho cuộc đời nha. Dạ vâng, em cảm ơn.
ơn Vinh và ekip chương trình rất nhiều ạ. Và chúng tôi cũng xin chúc cho mọi người trong lúc này thật nhiều sức khỏe và sự bình an ở trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin cảm ơn quý vị đã yêu thương và theo dõi chương trình vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.